Dạ Thành Nguyên, chào tất cả quý vị thân mến. Dạ kính thưa quý vị, thì ngày hôm nay Thành Nguyên lại tiếp tục lên đây để cập nhật thêm cho quý vị cái tình hình về cái câu chuyện mà người vợ là chị Anh Pha tố người chồng là anh Ngọc Anh ôm 1,5 tỷ đồng để đi theo gái đó quý vị. Thì cái câu chuyện này đó quý vị, thực ra là chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ được là ai đúng ai sai. Thì sau khi mà Thành Nguyên đăng tải cái video mà của chị Anh Pha lên đây để mà tìm người chồng về đó quý vị, thì nhận được rất là nhiều những cái ý kiến trái chiều cũng như là xuôi chiều. Dạ. Thì mấy ngày hôm qua Thành Nguyên lại cập nhật cho quý vị là người anh của chị Anh Pha, đó là anh Hoàng Hải, đã trò chuyện với quý vị. Và quý vị nếu như theo dõi kênh của Thành Nguyên thì chắc chắc là quý vị cũng đã nghe rồi phải không ạ? Và thêm vào đó nữa là cái lời của cái anh công an xã, dạ thì cũng nằm trong cái clip đó luôn. Và ngày hôm nay thì Thành Nguyên xác minh thêm một lần nữa, đó không ai khác chính là người chồng của chị Anh Pha, anh Ngọc Anh. Vâng, thì sau khi mà Thành Nguyên gọi điện cho anh, Thành Nguyên xin phép được ghi hình lại cái câu chuyện này, thì anh đã đồng ý. Thì thực hư cái câu chuyện này nó ra làm sao? Lý do vì sao mà chị Anh Pha lại làm cái điều đó? Câu chuyện này ai đúng ai sai? Thì bây giờ Thành Nguyên mời quý vị cùng Thành Nguyên để xem cái cuộc trò chuyện giữa Thành Nguyên và anh Ngọc Anh. Rồi chúng ta sẽ đi đến cái kết luận cuối cùng nhé quý vị. Mời quý vị. Rồi cái câu chuyện mà rất là nhiều người quan tâm ở cái chỗ là anh chỉ trúng số, là cái câu chuyện đó là nó có thật đúng không ạ? Không 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 có thật, À không không có không thật, có thật cái chuyện đó. không không trúng số. Chỉ có một việc này nè, cái ngày đó khi lúc đó hai chồng cùng cột, rồi chị ruột của anh á ở bên Mỹ mà mới về, bả mua xe cộ nhà cửa rồi cho đó. Bắt đầu nó đi chơi với bạn nó là nó mới nói, họ ta hỏi nó cái mua vậy, cái nó nói giỡn, bắt đầu là nó giỡn trúng số trúng số. Rồi bắt đầu từ ngày anh đi, nó muốn đi tìm anh, nó phải làm, nói là câu chuyện trúng số đó để nó có cái ấy, đằng nó đi tìm anh nó làm vậy cho người ta mới tin. Dạ em chào anh. Anh là anh Ngọc Anh hay là tên thường gọi là anh Đực đúng không Đúng rồi, ạ? anh là chồng của chị Hoa, Anh là chồng của chị Pha. nhưng mà cái cuộc anh với chị Hoa sống là 30 mấy năm mà, nhưng mà nhiều cái chuyện chị Hoa làm em không tưởng tượng nổi, cờ bạc này chỉ đủ thứ thực vật. Anh năn nỉ hết lời luôn, nói anh chịu sức chịu đựng bao nhiêu năm đủ thứ thật vậy hết rồi, nó hổn chửi cha mắng mẹ, anh rất buồn. Hỏi em nè, tự cỡ anh một thằng sai y như lời chị Ba nói, thì anh vợ bên vợ của anh không bao giờ để phải thấy cái comment cái cái của em vậy mà phải đi làm dữ với em đâu. Đó là anh vợ của anh đó. Rồi con anh nữa, hai ba đứa ở nước ngoài, một đứa ở đây, nó rất bực bội, nó đòi xuống Cần Thơ để gặp em. Nhưng mà anh la thôi để cho em gỡ, em có nói anh nói anh nói với em mà em la để em gỡ. Chị Ba nói vậy chứ không phải, chị sao làm rất buồn. 5 năm nay chị Ba không đi kiếm anh, bây giờ chị Ba chơi mới bán xe du lịch đồ, mới bán được tiền, chị Ba chơi không biết tiền bạc nó hết luôn. Rồi chị Ba lại đi kiếm anh làm, thôi biết giờ chuyện gì bỏ qua. Một cái gia đình mà tự nó tan nát không nhìn thấy, bây giờ anh quanh về anh nhìn thấy rất đau. Anh ở nhà Thọ nè, anh ở một một chân anh ở đây anh làm vậy mà chị Ba cứ đi làm hoài, một khi nào đó anh ở bên trên phố thì chị xuống kiếm anh không được, cũng làm vậy bắt đầu đem giấy hình của anh dán hết tập trung, nói là nhà bà con chỉ thằng này nó lấy con đó, đang lấy tiền ở nhà 1 tỷ rưỡi thì cái gì 2 tỷ nó đi, bây giờ nó lên nó con nó nên nó bỏ trốn, chẳng cho người ta tức người ta mới chỉ anh, hiểu không? Là hết một lần rồi. Thì con anh á không bị bực quá, nó nói thôi ba bỏ đi, ba số số điện thoại luôn, đừng bao giờ quan tâm với mẹ này, nghỉ đi để cho mẹ tự, là cho mẹ hết luôn. Nên thành thử em cứ tự suy nghĩ khi em làm vậy, hỏi bao nhiêu đứa con gái là không bao giờ nó bỏ mẹ nó đâu, mà ba cũng đứa con thôi,
nó phải không cho muốn gặp mẹ nữa. Mỗi một lần em tin anh về nhiều lần anh về nó nghĩ nó hết lời cho em bỏ cái tánh em bớt vậy đi, sao em làm gì kỳ quá, tha rồi em khùng thật là khùng, mạnh tỉnh thật là tỉnh, có đâu mà em làm cho người khác bị tổn thương mà em không biết. Anh Ngọc, anh có thể tắt chùm cho em cái quạt chút xíu đúng không ạ? Bởi vì em nghe nó hơi ồn á. Em nghe nó hơi ồn chứ. Rồi nghe nghe rõ chưa? Em nghe rõ rồi. Nên thành thử chi va từ bữa hôm nay chạy như nay mấy tháng từ dịch đó, là anh không về quê được. Chi va mới điện nói chuyện với anh. Chi va tôi cái gì bỏ hết đi những chuyện dĩ dãn thì bỏ hết. Mà chi va làm nhiều cái từ ở ở quê anh Tây Ninh. Chị Khoa dán giấy cho dòng họ anh coi rồi lại nói anh là làm cho gom tiền đi theo nhỏ này nhỏ kia gì rồi anh làm nhục con anh gì hồng mười chị em của anh điện xuống anh rất buồn. Mấy người đó người ta rất khuyên anh thôi bỏ đi em, mà tại chị vợ em cùng cùng bỏ đi thôi em nói vậy em cứ về lấy gì với này kia đâu, nhưng mà anh thấy cũng lớn tuổi rồi, bây giờ mình lấy vậy nhiều khi con cái nó cũng không được vui đâu, nên thành thử anh im lặng mà anh bỏ đi. Mà cứ làm vậy hoài, nhưng thật sự ra ngoài em dùm thấy khóc lóc làm vậy thì cái tổn thương của em giúp chị em rất mang ơn, nhưng mà tại em không hiểu thôi, không hiểu về hoàn cảnh thôi. Chứ thật sự ra khi mà em hiểu như hồi bữa anh đâu có dòm cái anh đâu có coi bên cái đó được đâu, máy anh không có coi được, mà anh vợ anh nó coi trước rồi, chị vợ anh điện xuống cho anh nói coi vợ mày nó làm vậy nè, vợ giờ em tao mà nó làm vậy là làm tao bao nhiêu lần, không đăng Facebook bao nhiêu lần là tao thèm quánh rồi. Ông mới nóng ông là để tao kêu con mày với tao rồi đi xuống Cần Thơ gần gặp em, anh mới cản anh không cho, anh là để khoan để hỏi lại cho nó đến chính lại, chứ nó là nếu một người nó làm mình từ thiện giờ không bao giờ nó có tâm nó làm tầm bậy đâu, không phải nó ăn tiền của vợ em mà làm vậy, mà phải vợ em nói cái gì cho nó thấy cảm thấy đau á rồi nó mới làm vậy thôi, nên anh cũng không có gì để mà buồn em, tại vì em cũng là người hiểu lầm mà. Chứ thật sự ra có người ai mà làm vậy rồi để gì anh giải tay giải đồ này kia, anh nói thiệt anh về một lần về nó phá hàng rào lại rồi nó chọi anh đầu đây luôn rồi đủ thứ, một chút anh gửi hình nữa cho con em coi, hỏi hình của anh cho em, nó làm vậy cho em coi, rồi ra mà xả lên mà huyện xả chứ gì cũng xử nó không được luôn, nó làm liều 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 vậy, nên công an huyện là thôi bỏ đi luôn chú ơi, còn chú muốn ấy là chú ra tòa. Nhưng mà đọc nè, nếu mà hôm anh về anh ra tòa, nó ăn cắp lấy giấy chứng minh của anh với giấy bắt bò rồi của anh hết trao, thành thử ra tòa phải có giấy chứng minh, đúng không? Nên anh làm không được, anh mới thôi bỏ luôn, rồi cháu anh nó cũng làm bên tòa án, nó là thôi về bỏ đi chú ơi, cậu ơi, để bà làm gì bà làm cho thỏa mãn đi, giờ cái nhà đất cà rồi này kia, bà bán xe du lịch, bán xe này kia nọ, tuần hai chiếc nó bán rồi, nhưng mà còn đất cát thì không bán được đâu, tại chú cậu đứng tên mà, tao kệ cậu ấy đi. Anh thành thử anh im lặng mà để bỏ đi thôi, mà nó làm càng ngày càng quá trời. Mới hồi ngày hôm qua điện anh nó là tao phải nhờ ở thành phố đăng mày lên nữa, mà nói chuyện em, mà nói chuyện với anh mà cỡ anh cứ ghi âm lại cho em nghe, em không chịu nổi đâu. Tao với mày không mà tao đăng lên mà tao nói mày con mày như bỏ trốn đó, để cho mày mong sủ mày nhục chứ mà làm vậy chứ em vợ chồng nó làm anh mệt mỏi lắm. Nhưng mà thôi em nói gì nói đi em. Rồi cái câu chuyện mà rất là nhiều người quan tâm ở cái chỗ là anh chỉ trúng số, là cái câu chuyện đó là nó có thật đúng không ạ? Không 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 có thật. Không có trúng số. Chỉ có một việc nè, cái ngày đó khi lúc đó hai chồng cùng cổ, rồi chị ruột của anh á ở bên Mỹ mà mới về, bả mua xe cộ nhà cửa rồi cho đó. Bắt đầu nó đi chơi với bạn nó là nó mới nói, họ ta hỏi nó cái vậy, cái nó nói giỡn, bắt đầu là nó giỡn trúng số, rồi bắt đầu từ ngày anh đi nó muốn đi tìm anh, nó phải làm nói là câu chuyện trúng số đó để nó có cái ấy, đằng nó đi tìm anh nó làm vậy cho người ta mới tin. Như vậy thôi chứ không có trúng số. Em đính chính lại con anh có kết mạng kết bạn với em Zalo mà nó đó là gái thứ hai rồi, gái thứ ba thứ Úc đồ của anh ở bên nước ngoài, em cứ kết bạn em hỏi thử đích thất người trong nhà nói mới chính xác, hiểu không? Mà mấy con anh rơi cậu nó là anh vợ của anh ấy, em cứ hỏi tôi không bao giờ có, nếu mà anh có trúng số một cái ra ngoài đường sẽ anh nhịp thảm thiết luôn, không phải như em nghĩ đâu. Mà nó vậy để có một cái phương hướng là nó đi tìm anh, xứng đáng là người ta tin em là vậy, em hiểu không? Người ta nói anh thật
Dạ, nhưng mà em vẫn thắc mắc nếu như mà anh chỉ như vậy thì mình giải thoát cho nhau như sao lại mà làm khổ mình dằn vặt nhau như vậy anh? Bây giờ về nó không chịu thôi, nó không chịu thôi, nó là Ừ. thà là người ta giết anh hay nó làm cái gì đó Ừ. giết anh chứ nó không chịu thôi. Quanh về em tin không, anh cho số điện thoại của công an tỉnh ha. Anh về mỗi lần nó khóa cửa ngoài hết, khóa cửa phòng lên nhốt anh trong một ngày một đêm, Dạ. là ở ngoài rồi nó muốn nấu nước sôi nó vô nó làm vậy. Và anh mới điện lại cháu của anh, là bắt đầu nó điện công an lại, công an lại vô đập cửa mở lên ra mà dẫn anh đi mà, rồi lấy xe mướn xe đưa cho anh đi mà. Bởi anh không có ấy, bởi giờ anh chúc anh cho số công an em điện thử coi phải, nếu anh không bao giờ nói gian, Dạ. anh không bao giờ nói gian Thì đâu. cái số công Tại an thì em có gọi ngày hôm qua rồi. Dạ, thì em cũng đã ừ, xác minh rồi. Dạ, thì bên đó rồi cũng nói giống như anh vậy đó. rồi công an xã nữa, Dạ. anh chỉ biết cho em gọi em hỏi lại thử coi phải vậy. Anh không bao giờ giả ai giá, nếu mà anh cần người tào lao như chị nói, trời dòng họ vợ anh nhiều lắm mà Dạ. đâu phải. Nhưng mà người người nào anh ở đâu người ta biết hết, chỉ không có cho nó biết thôi là anh sống sao người ta biết hết luôn. Cậu Dạ. vợ anh cũng ở sát bên đây nè, là người ta không cho biết, biết cái thánh nó người ta không có có ấy vậy thôi. Chứ em đăng lên một cái vậy hết ráo dòng họ bên vợ anh đủ thứ, người ta chửi em nhiều lắm, người ta là thằng này là sao mà nó đăng vậy này kia, nó làm vậy, nó kêu anh cũng làm, tao làm mày bây giờ mày nhờ công an giải quyết, hoặc mày điện nó thử làm sao, nó có gỡ xuống không, gỡ là công an giải quyết, nhờ công an giải quyết chứ không phải để chuyện vậy. Chị anh bên Mỹ cũng điện về dòm thấy đủ thứ Dạ. đó. Nên anh rất buồn, Thì cái nên clip em đó em đã xác minh xong thì em đã gỡ rồi. lúc em nói từ đây tới 12 giờ em gửi gì đó, Dạ. là lúc trưa cháu ngoại em điện lại, ông ngoại ơi cái chú đó gỡ rồi, cái anh đã gỡ rồi, anh gỡ xuống rồi không còn nữa. Nhưng mà anh có thiệt không, anh làm nhưng mà 1.000 mấy 2.000 người gì đã dòm vậy rồi đó ông ngoại. Bởi anh muốn đính chính cho em dòm thấy một cái sự thật, chứ em làm vậy nhiều khi anh bị tổn thương em hiểu không. Dạ. Anh rất buồn chứ, anh có cái gì anh làm cái gì đâu mà vợ anh phải làm vậy. Mà bao nhiêu lần xuống đây thường khi người nào ta biết cho ra hết cái tên in rõ ràng luôn, từ bạn của vợ anh, bạn của anh, ai biết người ta cũng biết, ta lắc đầu không Dạ. còn chịu nổi. Một lần anh về là hết xóm người ta chạy lên đây, đi về nó cầm đá cục đá nha, nó có cái nó ghen hay nó làm gì anh không hiểu. Nhưng mà anh buồn con cái khi chơi đã hết tiền rồi, bây giờ anh tin nó quá trớn, con cái giờ nó cắt điện thoại luôn em nha, mỗi tháng gửi tiền về cho mẹ rồi đủ mẹ chơi từ lứa vậy. Rồi chắc giờ hết tiền rồi, chắc giờ bởi tụi nó là thôi ba bỏ đi, con cũng không quan hệ lại với mẹ luôn gì, nó tự nó cắt điện thoại. Chỉ con nhỏ thứ hai là nhỏ điện nói chuyện với em á, ở trên Dạ. quê á, là nhỏ đó bây giờ nó chỉ già một tháng nó cho bao nhiêu làm, còn nó tối ngày nó không chơi, nó đi làm vậy, chạy đi hết chỗ này chỗ nào kiếm làm vậy. Mà khi nào đó có cái gì, có việc gì vui nè, đi ca đi hát chơi là không bao giờ mình điện nó được, không bao giờ điện bắt máy đâu. Mà khi nó buồn nó ấy này kia, nó thứ nhất là nó điện anh không được, điện anh không bắt máy một cái. Như sáng nay anh thấy có cuộc gọi nhỡ của nó mà anh ngủ nó không ai, là không chừng giờ xuống tới thành phố nữa. Nó làm vậy nó mấy tháng trời, Dạ. anh cảm nhiều lúc anh suy nghĩ trời sao mình sống vậy ta. Hồi bữa nói một câu mà anh sống vợ anh 30 mấy năm anh chỉ nghe nó một câu, hồi bữa anh rất 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 thương là chuyện gì. Anh Đức ơi, anh Hoàng Anh ơi, em đã sai rồi, nói như đó thôi, hồi nào giờ chưa bao giờ nói câu đó. Vừa nghe chạm lòng tới anh, nó làm cái chuyện khác cho anh bị tổn thương lại nữa. Em phải nghĩ làm sao, anh là cuộc đời em nói không có được toàn diện, em nói rồi một đường em làm một nẻo, em về nỗi khùng 3 ngày, ông Vinh nó về 3 ngày là em làm cho quanh mà nó la hết xóm người ta ấy luôn, mà cỡ lắm kìa. Nên thành thử cái đường chọn của anh là đi một tấm một mình vậy thôi, chứ thật sự anh đâu có ai đâu em, mà anh cảm thấy chán lắm rồi. Bởi con đâu bên vợ anh, rồi con anh, rồi bên anh, ta biết anh sống chỗ nào mà ta đâu có chỉ cho nó đâu. Chỉ xuống đây là cái la rùm trời, nó làm nhục luôn, nó chạy qua đường nó la kìa, nói tục nói tiểu lắm kìa, chứ không phải gì đâu. Bởi anh nhiều khi không muốn đính chính để mình nói xấu vợ mình cũng đâu có tốt lành gì, em đồng ý không? Anh không thấy đâu mà vợ vợ anh nó có thể nói anh được, nhưng mà anh nói lại nó, anh thấy con người anh khốn nạn quá đi, anh tình trở im lặng anh không muốn nói gì. Mà em không biết là chị vợ anh trong đầu đang nghĩ cái gì mà sao có thể mình dựng chuyện lên, có thể nói được những cái điều mà giống như đúng rồi như vậy. Mà anh cũng thấy rồi, chị đến đây là chị khóc từ đầu buổi đến cuối buổi.
Chị Đúng ngồi rồi. mà thật sự là không phải là riêng mình em mà tất cả cộng đồng ai xem cái clip của chị cũng đồng cảm. Sao bây giờ mà vẫn có những người phụ nữ, người vợ mà tốt đến như vậy? Ngày hôm qua em trò chuyện với anh vợ là anh Hải đó, Đúng của rồi. anh, thì em đã hiểu thêm một cái phần nào rồi. Sau đó em lại gọi điện cho công an xã em xác minh thêm, thì lại cũng giống như lời của anh nói đây. Thì hôm nay em lại làm một cái cuộc trò chuyện với anh Ngọc Anh nữa là chồng của chị Anh Pha, thì lại em lại càng khẳng định hơn cái điều này là đúng. Theo như lời của anh Hải nói thì chị Anh Pha là hơi 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 thiếu đúng không? Giống như là Đúng trong rồi. đầu nó hơi hơi thiếu đúng không? Đúng rồi. Ừ. Hồi đó nó sao hồi đó nó lúc nay 7 8 năm nó có bị Vâng. nó rõ là không được tỉnh Ừ. nên thành thử ra nó nói nó dựng chuyện lên nó anh biết mà khi vợ anh nói là em phải tin liền người ta đã cảm động đồng ý với là người ta có thể tù anh chồng dữ vậy mà thật sự không biết đúng. Một chút để chút anh gửi cái hình này kia cho anh. Dạ, cái hôm mà chị tới thì chị có gửi cho em mấy tấm hình, thì mấy tấm hình trong đó là có 3 4 cô, thì em không có đưa những cái hình của mấy cô đó lên, thì em không biết là chị lấy những cái hình đó ở đâu ra là cái thứ nhất. Cái thứ hai á, là chị đưa một cái tấm hình mà có mấy cái dao mà để trên mấy cái tờ báo đó, Trời ơi, rồi rồi nó là mấy chuyên cái môn vòng vàng giả đồ này kia, thì không biết là chị lấy đâu ra. để anh kể em nghe nè, lúc mà anh ở bên 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 ở thành phố á là gần Tết rồi anh mới thấy cháu ngoại, 2 đứa cháu ngoại đó, Dạ. cái anh người ta bán trên mạng đó, cái Vâng. anh mới ngồi anh bấm anh mua tính lên về cho cháu hiểu không, cái anh đi cái kỳ đó mà năm rồi nó bị dịch không về được đó, anh Vâng. mới ở lại đấy. Nó tự tử nó xuống không không có anh ở nhà nó xuống nó mà kêu thợ lại mở cửa thì vô ấy mà người ta cũng không biết chị này chị nào bao nhiêu năm sao chị này không có bữa nay ấy nó là tôi là vợ ảnh người ta mới thấy vậy không có chủ đó nên thành thử người ta tôi để cho nó mở ra nó mới lấy hết cái đó đó lấy hết cái đó thì nó nói anh là mua dàn giả đồ vậy để mà đi lường gạt người ta rồi đã cơ còn thấy đủ thứ thì cả rồi mỗi một lần nó giận hay nó chạy lên nó ôm dao hết đó nhà nó để nó chạy lên chạy xã thì người ta biết tí rồi người ta đuổi về chứ ta đâu có làm cái gì Vâng. bởi rồi nó chụp hình nó đăng lên cho người ta thấy vậy trong bút đủ thứ thì giận vậy chứ hỏi trời ơi cái dao vậy mà cái ấy vậy mà nó còn sống như ngày nay vậy sao em mà thử nó làm đủ thứ chắc vậy anh giờ thấy hồi nào giờ anh không khóc nhiều khi mà có một lần anh đánh anh tức anh đánh một lần nó cho anh bị chết đầu đây nè cái anh con nhỏ út anh chở đi giá quanh nó về mà anh không có cho người ta băng cái đầu thì anh mới vô anh ngồi nó mới chọi mình lúc đó đi đánh bài về cái anh nói gì cái nó cầm cái anh chọi luôn anh tính không chọi mà về anh chọi thiệt rồi cái chở đi quanh nó về nè anh vừa về tới mà anh không cho băng nó ngay cũng giá có 3 4 mũi à cái nó mới là mẹ mà cha con mày dàn cảnh ra chứ cái đầu của y nguyên anh tức quá là áo người ta chọi một cái tô mẹ luôn nói vậy á nó chửi thề lắm mà có người ta đâu lắm anh tức anh lại anh chụp cái tay lại anh tán mấy bụt tay chứ còn ra nhiều khi anh vợ anh chứ chị vợ anh rồi đánh không chứ anh không bao giờ đánh chị vợ anh vợ tức quá anh mới nói rồi ông lại ông mới nói ông về ông tức ông đánh chứ không có ông trời ơi thôi mệt quá em ơi giờ anh cũng nhưng mà anh muốn em gỡ lên hết thì em đính chính một cái cho không phải chị ba nói vậy không phải là sự thật em hiểu không anh muốn nói cho ấy vậy thôi chứ nhiều cái con nó từ nước ngoài nó có điện gì giấc giờ không hiểu đầu mẹ làm cái gì mà mẹ làm vậy sao mẹ lại làm vậy mẹ dù cho mẹ không có giải thoát được nha mẹ cũng để sống cho bình yên chứ sao mẹ không biết đi kiếm tiền mẹ không biết làm gì mà cứ tối ngày mẹ đi làm này ra chuyện kia từ đó anh mệt còn chứ Thì thật sự là ngày hôm nay thì em trò chuyện với anh Ngọc Anh thì em mới hiểu rõ hơn. Bởi vì ít ra thì anh cũng là người trong cuộc. Anh là cái người hiểu rõ nhất cái câu chuyện này hơn bất kỳ ai khác. Thì cũng cảm ơn anh Ngọc Anh rất là nhiều đã dành thời gian ra trò chuyện với Thành Nguyên ở một cái buổi trò chuyện như thế này. Thực ra là cái câu chuyện của chị Anh Pha lên đây để đi tìm anh về là nó như vậy đó, thì cộng đồng mạng thì bây giờ dù em có gỡ thì người ta cũng đã biết được cái câu chuyện đó rồi. Thì em muốn là anh em mình có một cái buổi phỏng vấn ngày hôm nay,
để cho em đưa lên để cho cộng đồng mạng người ta xem lại, để cho người ta biết được thực hư cái câu chuyện này đằng sau nó là cái gì. Dạ. Thì sau ngày hôm nay em sẽ đăng tải cái video này lên, rồi em cũng hy vọng là cộng đồng người ta sẽ đủ thông minh tỉnh táo và người ta sẽ hiểu được vì sao mà chị Anh Pha lại làm như vậy, mà vì sao mà bốn đứa con của anh lại không có nhìn mẹ là vì vậy. Dạ, nó tất cả Đúng đều là rồi, có lý do, dạ, chứ không phải tự dưng mà vậy. Bởi vì là thường á, thì em thấy con gái đó thì rất là thương mẹ, chứ đúng mà rồi. tự dưng em thấy ba đứa con gái, đứa con trai mà nói không có thương thì em cũng đặt một cái dấu hỏi cũng rất là lớn. Thì ngày hôm nay Đúng thì rồi. cái dấu hỏi đó em đã được được anh Ngọc Anh giải đáp cho em rồi. Dạ. Anh cũng cảm ơn em. Dạ. Thật sự ra lúc thà rằng con gái nếu anh mẹ nó làm một sai 100 cái đi, 100 điều đi, nó giận bên mẹ nó. Vâng. Còn anh giờ vì mình đàn ông đi, mình làm chỉ sai 2 điều thôi là con nó đã im lặng trong bụng rồi, em hiểu không? Nhưng mà Vâng. cái này nó là anh quá trớn, thể con em anh nó không còn chịu đựng được nữa. Này không bao giờ mà con cảm thấy mệt mỏi như vậy, không biết trong đầu mẹ suy nghĩ cái gì, nên nó rất buồn đủ thứ mà mình làm. Anh mình ở gần bên anh bỏ nhà đi cũng có một lý do của anh, nếu anh ở nhà thì con anh phải đợi tiền nhiều hoài, rồi vợ anh cũng quá hoài luôn, hiểu không? Tha đó anh đi vậy nó phải năm ba triệu tôi còn đó lại 10 triệu, 10 triệu một tháng cũng hết, từ cỡ bao nhiêu nó cũng hết. Thành thử nếu anh ở gần 2 vợ chồng vậy thì con, nếu anh ở đó con anh lương anh mới có thể gửi vô, rồi gửi vô thì anh đâu có nhận gì đâu, chỉ vợ anh nhận thôi, rồi nó phải làm cho con anh khổ nữa, hiểu không? Nên thành thử anh còn chọn con đường đó đi. Còn cái chuyện ba cái hình ba cô gái đó là họ lúc đó anh có thầy Facebook á, Hello Messenger đó, trời nó lướt trên Messenger, anh đánh dòm thấy người nào hỏi phụ nữ là nó chụp cái hình người đó nó đăng lên vậy, trời nó nói em nói cái này kia anh làm, nếu mà em đừng có nghe lời rồi mà cái đó người ta kiện chết á. Mình nó làm việc đó là nó chứ anh đâu, nó bao giờ mà nó gặp anh đâu mà biết anh là vậy kia. Rồi nhiều khi nó đăng lên Facebook nó chửi mắng đủ thứ, và cái người ta dòm thấy người ta mới kết bạn, ta chọc cho nó rồi ta chửi lộn với nó luôn, kiểu vậy đó. Thành thử thứ ha, em mà mở cái Facebook của nó đi, ti mở ra là nước em coi được nó nói cỡ sao làm cỡ sao, rồi em dòm bởi nằm cái gì em hiểu không? Chứ không phải mấy người đó, bây giờ anh cũng biết mấy người đó là ai không, anh không biết luôn. Nên nó đăng nó nói gì tiền tiền gì đó nó ấy tùm lum, mình chả biết là cái nhỏ ở đâu ở đâu là cái gì nữa, không nào nó gặp mặt ai đâu, nó lắm rồi bỏ tài còn nói nữa. Bởi nó đang nó gửi nhiều khi nó kêu anh thì cái Zalo lại gửi hình và anh giờ biết đâu thì không biết mấy người này ở đâu luôn, anh có quen không biết cứ vậy thôi. Ok anh, thì em cũng cảm ơn cái buổi trò chuyện của anh Ngọc Anh với em ngày hôm nay rất là nhiều. Cảm ơn anh đã chia sẻ. Rồi Thì rồi đúng anh cứ yên như tâm, em rồi có gì thì em sẽ đăng tải cái video này lên, rồi em nghĩ rằng là mọi người xem rồi sẽ hiểu và đồng cảm với anh thôi. nói vậy, anh cảm ơn nhiều nha. Chứ nhiều khi anh dòm thấy anh bốc coi mà tới chừng con anh với anh vợ anh gửi qua cho anh coi, rồi chị anh ở nước ngoài gửi về cho anh coi, anh cảm thấy buồn chứ từng có. Trời ơi sao giờ nó làm nhiều chuyện để trời, thực sự mệt mỏi, nhưng mà anh cũng không muốn để ấy, anh chỉ muốn nói chuyện với em vậy để cho em biết cái sự thật và cái tính chính cái tính xác, để nhiều khi ý tưởng của tôi. Cảm ơn anh nhiều nha. Ok anh, vậy thì tinh thần cứ vậy đi ha anh ha. Rồi Có gì thì rồi sau ngày hôm nay em sẽ đăng tải cái video này lên, rồi có gì em sẽ gửi lời tới cho cộng đồng ha chị anh ha. rồi anh cảm ơn em nhiều nha. Rồi rồi chào anh ha. Rồi Dạ vâng, kính thưa quý vị thân mến, thì cái câu chuyện này thì nói chung là chắc là quý vị cũng đã hình dung ra được rồi phải không ạ? Lý do vì sao mà lại xảy ra cái cớ sự này. Thì Thánh Nguyên sẽ không có nói rằng là ai đúng ai sai trong cái câu chuyện này nữa, bởi vì là bây giờ là dù có người chồng có đúng hay là người vợ có đúng thì cũng chẳng để làm gì quý vị. Quan trọng bây giờ là hai vợ chồng anh chị phải làm sao đó để mà hòa hợp được với nhau, về sống với nhau, bởi vì bây giờ là có con có cháu rất là đông rồi quý vị. Nhưng mà để tình trạng bây giờ mà nó xảy ra như thế thì thật sự là nó không có hay.
Thì đó là ý kiến cá nhân của Thái Nguyên, còn ý kiến của quý vị như thế nào, quý vị bày tỏ như thế nào, hay là quý vị muốn góp ý gì thì chúng ta hãy để lại cái phần bình luận ở phía dưới và chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận nhé quý vị. Vâng, còn bây giờ thì Thái Nguyên cũng xin phép được tạm dừng video tại đây và cảm ơn quý vị rất là nhiều đã luôn đồng hành dõi theo cùng Thái Nguyên. Cũng như thường lệ thì quý vị khi xem video đừng quên nhấn like, đăng ký kênh và ấn rung chuông kế bên để ủng hộ kênh cho Thành Nguyên nhé quý vị. Dạ, tạm biệt quý vị.